Tử vi tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, tháng 8 âm lịch năm 2021. Xin chào quý vị, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, việc xem tử vi cho tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong tháng 8 âm lịch sẽ giúp mọi người biết được thời điểm diễn ra, vận may, vận hạn như thế nào, công danh sự nghiệp sẽ ra sao. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ luận giải cùng quý vị về tử vi của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 về 4 phương diện: tài lộc, công danh sự nghiệp, sức khỏe, tình duyên, gia đạo. Cùng với đó, thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt sẽ giúp quý vị hóa giải những vận hạn tử vi trong tháng 8 âm lịch, giúp mọi người có được nhiều vận may. Như quý vị đã biết, từ xa xưa, chúng ta thường đi xem tử vi để biết được vận trình của mình như thế nào. Trong phần luận giải tử vi chi tiết ngày hôm nay, quý vị sẽ nắm rõ vận trình tài lộc của gia đình mình, gia đạo, bản thân. Ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, tháng 8 âm lịch năm 2021. Người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 có đầu óc tư duy, luôn suy tính kỹ càng, cẩn mật. Một khi đã quyết định điều gì, họ sẽ không thay đổi, không dao động mà luôn kiên định tiến tới mục tiêu đã chọn. Họ luôn tỏ vẻ vô cảm, không quan tâm đến bất cứ điều gì, nhưng kỳ thực, nội tâm lại dậy sóng, có tính nghi ngờ rất lớn. Người này thông minh tài trí, cũng có khiếu thẩm mỹ tốt, có thể trở thành thiên tài về nghệ thuật. Tử vi tháng 8 âm lịch năm Tân Sửu cho rằng vận trình tuổi Ất Tỵ thực sự chưa tốt trên mọi phương diện. Về sự nghiệp, hầu như mọi người đều đã nghỉ hưu hoặc chỉ còn một số ít đang tiếp tục làm, nên may mắn về sự nghiệp gần như không có. Những người tự làm chủ cũng không cần vất vả với kế hoạch, dự án nhiều. Đến tuổi này, bản mệnh cần làm là quan tâm đến sức khỏe, dành thời gian chăm lo cho gia đình. Mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng cũng khá lớn, có nhiều chuyện không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt. Tất cả những điều đó đều mất một khoản lớn trong thu nhập, khiến cho bản mệnh rơi vào cảnh túng thiếu, giật gấu, phá vai. Qua sự việc lần này, hãy học cho mình cách sống tiết kiệm hơn, có phương án dự phòng cụ thể cho từng tình huống có thể xảy ra. Ất âm mộc gặp đinh âm hỏa nên được gọi là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, gia chủ Ất Tỵ nếu có cơ hội nên chủ động, chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, cây phong thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình gia chủ tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, tháng 8 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận, bước sang tháng 8 năm 2021, đây là tháng mà mọi việc tiến triển rất thuận lợi cho gia chủ tuổi Ất Tỵ. Những người vẫn đang đi làm sẽ được gặp may mắn trong công việc. Cũng cần nhắc nhở bản mệnh, ở tuổi này, quan trọng hơn tất cả là sức khỏe. Hãy gác công việc sang một bên để nghỉ ngơi, thư giãn. Tháng này hoàn toàn thích hợp để đầu tư vào một lĩnh vực, nhưng không được mạo hiểm, cần phải có kế hoạch hợp lý, học hỏi. Không đầu tư mù quáng, liều lĩnh thì sẽ thành công và gặp may mắn về tài lộc. Tuy nhiên, gia chủ cần chú ý, tháng này có một người luôn đố kỵ với bản mệnh sẽ gây ra rắc rối trong công việc. Mặc dù không phải để lại hậu quả quá lớn, nhưng cũng gây tổn hại cho hình ảnh của bản mệnh. Nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói, thái độ tại nơi làm việc. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến âm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Tử vi cho thấy tài lộc là điểm sáng trong vận trình của người tuổi Ất Tỵ 1965 trong tháng 8. Tài lộc chủ yếu nằm ở thu nhập từ công việc. Bản mệnh tài giỏi, nhiệt huyết, tận tâm sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng. Tháng này, may mắn trong tài lộc có liên quan mật thiết đến sự nghiệp. Nếu bản mệnh đầu tư thành công, sự nghiệp sẽ được phát triển rất nhiều,
Cùng với đó, các khoản thu lớn sẽ có một khoản tích lũy vào dịp cuối năm. Những người làm công ăn lương tháng này thu nhập khá ổn định. Tuy nhiên, chi nhiều hơn thu dẫn đến hao hụt tài chính. Bản mệnh cần có kế hoạch chi tiêu cụ thể, không lãng phí, tiêu pha quá đà dẫn đến túng thiếu. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Trong tháng 8 âm lịch, sức khỏe người tuổi Ất Tỵ khá tốt. Tuy nhiên, bản mệnh lo lắng quá nhiều, thiếu ngủ, tinh thần không tốt. Cần có sự sắp xếp lại, cân bằng lại công việc và cuộc sống, thay đổi bản thân để có thể tiếp tục các bước hoàn thành mục tiêu. Xem tử vi 2021, sức khỏe của tuổi Ất Tỵ không có vấn đề gì lớn phải lo lắng. Bản mệnh cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng. Chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi, giữ tâm trạng, tinh thần thật tốt. Nếu không, sẽ có những vấn đề không tốt đến với sức khỏe của bản mệnh. Nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Gia chủ tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của gia chủ Ất Tỵ sinh năm 1965. Thứ tư, về mặt tình cảm, gia đạo. Về phương diện tình cảm của người tuổi Ất Tỵ tháng này không thật sự khởi sắc. Tháng này mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình không được tốt. Bản mệnh sẽ phải để tâm lo lắng rất nhiều về những đứa con của mình luôn không vâng lời, mất nhiều thời gian lòng vòng trong đó. Bản mệnh nên thư giãn để bọn trẻ ở đó sống cuộc sống của riêng mình. Hãy sống vui, sống khỏe. Là người cha, người mẹ trong gia đình, hãy là tấm gương sáng để con cái noi theo. Gia chủ đã sống quá nửa cuộc đời, biết cái gì tốt và cái gì không tốt cho con cái và cho chính bản thân mình. Ở tuổi này, tình yêu và mối quan hệ có thể bằng phẳng, vì niềm đam mê và sự ngọt ngào ban đầu của tình yêu đã biến mất, để lại những chuyện vặt vãnh hàng ngày. Chìa khóa để cải thiện mối quan hệ là quản lý nó. Người bạn đời bên cạnh bản mệnh giờ đây đã trở thành người tâm giao, cùng nhau chia sẻ khó khăn, nuôi dạy con cái. Quý gia chủ đã bên nhau nửa đời người, đủ hiểu cái gì cần thiết với gia đình mình. Bên cạnh đó, cũng cần lắng nghe tâm tư của vợ, chồng để mối quan hệ hai người được tốt hơn. Đừng áp đặt quan điểm cá nhân, bắt họ phải theo mình. Quý vị thân mến, chúng ta đã vừa tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Ất Tỵ trong tháng 8 âm lịch. Quý vị hãy áp dụng những lời khuyên của thầy Gia Cát, ứng dụng vào cuộc sống để gặp được nhiều may mắn và thuận lợi. Trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 8 âm lịch để gia chủ Ất Tỵ có thể nắm rõ, tránh những trường hợp không may xảy ra. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 8, kết thúc vào ngày 29 tháng 8, từ ngày mùng 7 tháng 9 đến ngày mùng 5 tháng 10 dương lịch. Tháng 8 đinh dậu nạp âm sơn hạ hỏa, ngày dậu lục hợp thìn, tam hợp sửu, tị thành kim cục, xung mão, hình dậu, hại tuất, pha tý, tuyệt dần. Đối với người tuổi Ất Tỵ tháng 8 âm lịch cần tránh các ngày. Ngày âm lịch mùng 6 tháng 8, tức ngày 12 tháng 9 dương lịch, nạp giáp, quý hợi, nạp âm, đại hải thủy. Ngày âm lịch 18 tháng 8, tức ngày 24 tháng 9 dương lịch, nạp giáp, ất hợi, nạp âm, sơn đầu hỏa. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Ất Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý. Tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Ất Tỵ tháng 8 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Ngày âm lịch mùng 3 tháng 8, tức ngày mùng 9 tháng 9 dương lịch, nạp sát, canh thân, nạp âm, thạch lựu mộc. Ngày âm lịch 15 tháng 8, tức ngày 21 tháng 9 dương lịch, nạp giáp, nhâm thân, nạp âm, kiếm phong kim. Ngày âm lịch 27 tháng 8, tức ngày mùng 3 tháng 10 dương lịch, nạp giáp, giáp thân, nạp âm, tuyền trung thủy. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành. Đây là ba ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, quý vị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên,
ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị ở trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Năm nay, thầy Gia Cát khuyên gia chủ Ất Tỵ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế, đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho tuổi Ất Tỵ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trên đây kênh phong thủy Gia Cát đã chia sẻ với quý vị về tử vi chi tiết của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, tháng 8 âm lịch. Hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay sẽ giúp mọi người có thêm những kiến thức hữu ích, hóa hung thành cát để đem lại cuộc sống may mắn và bình an. Quý vị thân mến, cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức chúng ta lớn hơn. Vậy nên mọi người đừng quá bi quan, hãy vững bước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành sứ mệnh của mình. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Mọi người đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.